Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với chúng ta về cái cách làm thế nào để mà chúng ta có thể xây dựng ra được một cái đội ngũ mà chúng ta kinh doanh ở trên online một cách hiệu quả. Và cái chủ đề hôm nay thì mình muốn chia sẻ chúng ta đó là về việc chúng ta xây dựng ra một cái team nó rất là tinh gọn, nó đơn giản nhưng nó hiệu quả, nó có thể mang lại cho chúng ta khoảng 500-600 triệu tiền lợi nhuận một tháng từ việc mà chúng ta kinh doanh online. Và cái đầu tiên thì mình muốn chia sẻ với chúng ta về có 6 bước để mà chúng ta xây dựng nên một cái mô hình kinh doanh online một cách bền vững mà nó ngày càng phát triển và chúng ta có thể scale nó lên ở trên toàn quốc và chúng ta có thể vươn ra với cả thế giới. Ví dụ như hiện tại thì mình hơn khoảng 300 team như vậy. Vậy thì mình thiết kế nó ra thành cái quy trình là 6 cái giai đoạn. Cái bước đầu tiên chúng ta cần phải làm đó là chúng ta phải có một cái tư duy về việc mà chúng ta chọn một cái sản phẩm. Sau khi mà chúng ta chọn được cái sản phẩm thì việc kế tiếp nữa đó là chúng ta phải thiết kế nó thành một cái hệ thống về sản phẩm để chúng ta bán sản phẩm gì đầu tiên và chúng ta tập trung vào marketing sản phẩm gì. Sau đó chúng ta sẽ bán upsell để mà chúng ta gia tăng giá trị trên mỗi một cái khách hàng nó cao hơn. Thì đó là cái đầu tiên nó rất là quan trọng về việc mà chúng ta thiết kế về sản phẩm. Thì với sản phẩm thì mình có 3 tiêu chí rất là quan trọng. Tiêu chí đầu tiên nó phải chất lượng, nó phải thực sự là tốt là cái đầu tiên. Bởi vì khi mà chúng ta làm marketing rất là nhiều, chúng ta đã tốn rất nhiều công sức, thời gian, tiền bạc chúng ta đổ vào chúng ta marketing rồi. Mà sản phẩm đó không phải là sản phẩm tốt thì người ta chỉ mua chúng ta một lần và sau đó người ta không mua lần thứ hai nữa. Thì như vậy nó rất là phí công sức, thời gian và tiền bạc, đúng không anh chị? Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai đó là sản phẩm này nó cần phải có một cái yếu tố đó là tái tiêu dùng. Có là người ta tháng này dùng, tháng sau người ta dùng tiếp, tháng sau người ta dùng tiếp. Thì có nghĩa rằng là tháng này chúng ta bán được doanh số 1 tỷ đi. Thì tháng sau chúng ta dễ dàng chúng ta để có thể bán được 1,5 tỷ. Bởi vì việc đó là khách hàng cũ người ta quay lại mua. Và sau đó chúng ta có những cái khách hàng mới người ta vẫn tiếp tục mua thêm. Có thể chúng ta marketing và chúng ta có quảng bá để có được thêm những khách hàng mới. Đó là yếu tố thứ hai. Và yếu tố thứ ba đó là gì? Đó là chúng ta phải đa dạng hóa về sản phẩm. Bởi vì một điều rất là quan trọng đó là khi mà chúng ta có được những khách hàng đầu tiên rồi thì việc mà chúng ta cần phải làm đó là chúng ta gia tăng giá trị trên mỗi một khách hàng lên. Vậy thì làm sao để chúng ta gia tăng giá trị khách hàng lên khi mà chúng ta vẫn giữ nguyên cái giá như vậy? Bằng cách đó là chúng ta gia tăng về giá trị đơn hàng. Có nghĩa là gì? Một khách hàng họ không phải mua một sản phẩm mà người ta mua 2 sản phẩm, 3 sản phẩm, 4 sản phẩm, 5 sản phẩm. Thì ví dụ như chiến lược của mình làm đó là gì ạ? Mình chăm sóc tận tâm cho từng gia đình một. Có là đầu tiên, ví dụ mình bán cho người vợ đi, thì sau đó mình sẽ quan tâm đến là gia đình của người này là có chồng này, con này, ông bà, bố mẹ, và mình chăm sóc cho cả gia đình đó. Thì mình sẽ nghiên cứu là thông tin của khách hàng từ việc mà gia đình này bố làm gì, mẹ làm gì, độ tuổi bao nhiêu, đang có vấn đề về sức khỏe gì. Sau đó thì mình có một cái chế độ chăm sóc sức khỏe cho từng gia đình một. Thì đó là yếu tố thứ ba. Và khi mà có được 3 yếu tố đó thì mình sẽ gia tăng giá trị đơn hàng cực kỳ tốt. Và ví dụ như mình một cái đơn giản là một khách hàng trung bình của mình nó khoảng 30 triệu. Thì như vậy là mình chỉ cần có 30 khách hàng là doanh số đã có 900 triệu rồi. Vậy thì một người nhân viên sale họ sẽ tập trung vào việc đó là chăm sóc 30 cái khách hàng VIP như vậy. Và họ chăm đi chăm lại thật tốt với 30 khách hàng đó. Và dễ dàng để chúng ta đạt được cái doanh số đó là 900 triệu đồng. Ok anh chị? Rồi, cái đó là bước đầu tiên, đó là về chọn sản phẩm và chúng ta thiết kế về mô hình về sản phẩm. Cái phần thứ hai khi mà chúng ta đã có sản phẩm tốt rồi thì bây giờ đó là chúng ta cần phải làm ra những cái video về quảng cáo. Thời điểm này đó là thời điểm rất tốt để chúng ta làm video quảng cáo. Chúng ta thấy rằng là Facebook cũng tập trung vào video, YouTube cũng về video, TikTok cũng video, Instagram ngày xưa là hình ảnh nhưng bây giờ vẫn là video luôn. Và đặc biệt đó là short video, những video ngắn ấy, nó rất là hiệu quả và nó mang một giá trị rất lớn và hiệu quả bán hàng cực kỳ cao. Thì cái phần thứ hai đó là chúng ta học cách về làm ra những cái video về quảng cáo. Và trong khoảng 6 năm rồi đấy thì mình kinh doanh thì mình hay thấy rất nhiều bạn trẻ họ kinh doanh họ như thế này. Sản phẩm này bán được khoảng 3-4 tháng họ nói rằng là sản phẩm này bão hòa rồi, sản phẩm này hết cái thị trường rồi. Nhưng thực ra là mình 6 năm mình vẫn có những cái sản phẩm mình bán trong 6 năm qua và vẫn rất là tốt. Và quảng cáo để mà giá nó rẻ xuống và gia tăng được đơn hàng đó là đơn giản, đó là mình làm ra nhiều video. Và các bạn biết rằng là một tháng như vậy ấy, một sản phẩm ấy, mình tạo ra khoảng 100 cái video quảng cáo. Có là mỗi ngày như vậy ấy, một sản phẩm mình tạo ra 3 cái video về quảng cáo. Mình nghĩ về cái vấn đề này, mình nghĩ về cái nhu cầu này và từng chia nhỏ ra mỗi một cái video đó là đánh vào một cái ngách, đánh vào một cái thị trường. Và mình làm ra rất nhiều cái video khác nhau. Và mỗi tháng như vậy một sản phẩm ấy, thì mình tạo ra khoảng hơn 100 cái video về quảng cáo. Đó, thì mình có thể nói tóm gọn cho chúng ta phải có 3 cái dạng quảng cáo mà mình hay làm. Cái dạng đầu tiên đó là video về cho khách hàng mới. Khách hàng mới đó là mình sẽ tập trung vào vấn đề hoặc là cái mong muốn của khách hàng. Cái dạng video thứ hai đó là xử lý từ chối. Thì mỗi một lời từ chối của khách hàng thì mình sẽ thiết kế ra một cái video. Cái dạng video thứ ba đó là những phản hồi của khách hàng. Cứ một khách hàng sử dụng sản phẩm xong mà có hiệu quả đấy là bắt đầu mình sẽ nỗ lực để mình xin cái phản hồi. Và mình lưu ý một cái điều như thế này, có rất là nhiều người ấy, là họ bằng cách đi thuê người nổi tiếng
họ thuê những cái người mà diễn viên ở đâu đó ở trên mạng và họ thuê những người đó review. Thì thực tế là những người đó họ không hề xài, thì cái việc mà họ chia sẻ nó không phải thật lòng từ con người của họ, mà không phải thật lòng ấy, cái chất họ chia sẻ nó không có sát được, nó không có sâu được. Thì cách của mình đó gì? Mình không bao giờ làm điều đó. Mình chỉ lấy phản hồi của những khách hàng đã sử dụng sản phẩm của mình thực sự. Thì để mà mình có được một cái phản hồi một cách chân thực nhất, nó chân thành nhất, thì lúc đó làm nó rất hiệu quả. Bởi vì một điều rất là đơn giản, đó là sản phẩm của mình, đó là mình bán cho phân khúc về khách hàng giàu có. Và người giàu thì thường họ rất là thông minh, nên họ sẽ dễ dàng nhận diện ra được đâu là thật và đâu là giả. Thì đó là một điều rất quan trọng. Rồi, đó là cái phần là chúng ta phải làm ra những cái video quảng cáo. Và mình thấy một cái điều rằng là khi mà làm về video quảng cáo ấy, thì có rất là nhiều người chúng ta dành cái thời gian về việc mà chúng ta học về cách quay, học về thiết kế. Cái điều đó cũng tốt thôi, nếu như chúng ta là người bắt đầu thì chúng ta phải tự mày mò hết toàn bộ. Giống như mình ngày xưa cũng vậy, mình cũng phải tự làm. Nhưng sau đó khi mà mình bắt đầu bán được cái doanh số tốt rồi, lợi nhuận tốt rồi, thì cái việc mà mình quay và dựng ấy, quay thì mình vẫn hay tự dùng cái điện thoại của mình như thế này đó. Mình cầm điện thoại lên mình quay rất là đơn giản. Thì các bạn có thể thấy cái mẫu quảng cáo của mình làm như vậy là thường xuyên. Tức là mình chỉ cần một cái GoPro hoặc là một cái điện thoại thôi. Mình đi ở bất kỳ nơi đâu, có một bối cảnh, có một không gian mới, thế là mình có một ý tưởng, mình quay video thôi. Nó rất là đơn giản ha. Rồi sau khi mà mình đã có những video thì mình mới bắt đầu thuê một cái người để họ chuyên dựng những cái video đó. Thì để mà cái quảng cáo nó giá rẻ đó, thì một thứ rất là quan trọng, đó là chúng ta phải làm cái trải nghiệm của video nó thật tốt. Có nghĩa là gì? Mỗi một cái video mà mình up lên, mình ví dụ khoảng tầm 3 đến 5 phút ấy, thì cứ khoảng tầm 3 giây là phải có thêm một cái footage, hay là phải thêm một cái animation. Có nghĩa là nó phải chuyển cảnh. Thì lúc đó người ta xem ấy, người ta không cảm thấy bị chán khi mà người ta xem video. Và với cái phần này thì nó mất khá nhiều thời gian, mất khá nhiều công sức. Và mình thì cái phần này mình lựa chọn đó là mình thuê. Bởi vì ví dụ như một cái người media đó mình thuê khoảng 1.000 đô một tháng, thì mỗi ngày họ làm ít nhất là 3 video, là một tháng khoảng 90 cái video đó. Thì 90 video đó nó sẽ giúp cho mình tiết kiệm rất nhiều về tiền quảng cáo và giúp cho mình bán được hàng rất là nhiều. Ok, hàng mình trả 1.000 đô, mình có một cái nhân sự nó tốt hơn và nó giúp cho mình hiệu quả về trong việc về marketing nhiều hơn. Thì đó là cái tư duy mình làm. Thì có thể một cái video khác mình sẽ chia sẻ cho ta sâu hơn về việc mà chúng ta làm những video về quảng cáo. Và cái thứ ba là cái mà để chúng ta cần làm đấy, khi mà chúng ta đã có những cái video như vậy đó, chúng ta bắt đầu check về cái chiến dịch về quảng cáo. Thì 80% cái ngân sách của mình ấy, là mình tập trung cho những cái video dành cho khách hàng mới, đó là mình để tiếp cận khách hàng mới. Sau đó mình dùng khoảng tầm 10% ngân sách là chạy video về xử lý từ chối, và 10% mình dùng cho ngân sách vào chạy vì những video đó là phản hồi của khách hàng. Tức là mình sẽ chạy để 80% ngân sách lớn là tiếp cận khách hàng mới. Sau đó mình có những video về phản hồi đó mình để tiếp cận lại. Đó. Thì như vậy là một khách hàng người ta đã xem khoảng tầm 70% cái thời gian cái video quảng cáo bán hàng ấy đó. Thì sau đó người ta thấy được những video xử lý từ chối, người ta thấy những video phản hồi của khách hàng, thì lúc đó họ sẽ bị thuyết phục, họ bị chinh phục và họ dễ dàng để họ mua hàng của mình hơn. Thì đó là cái bước thứ ba, đó là mình chạy quảng cáo. Và bước thứ tư mà mình làm, đó là mình bắt đầu mình gọi điện, mình tư vấn, mình bán hàng. Và cái thời gian đầu tiên khi mình làm ấy, thì bản thân mình phải là trực tiếp mình bán hàng nhé các bạn. Bởi vì khi mình bị gã bán hàng đấy, mình mới hiểu được thị trường, thì lúc đó mình mới quay lại làm cái nội dung tốt. Và sau đó mình mới có thể tuyển team và mình biết dạy lại cho đội ngũ của mình là cách bán hàng như thế nào, cách chăm sóc hàng như thế nào, tâm lý hành vi của người tiêu dùng ra sao và có những vấn đề gì phải xử lý. Thì mình phải là người hiểu rất là cặn kẽ nguồn cơn tất cả mọi cái. Thì bản thân chúng ta phải là người bán hàng. Và có thể là chúng ta nói rằng là ồ, tôi không có kỹ năng giao tiếp tốt. Thực sự ngày xưa mình cũng vậy, bởi vì cái ngành đầu tiên mình học đó là ngành công nghệ ô tô. Mình hoàn toàn không phải học về kinh doanh, được chưa? Mà ngày xưa mình cũng học về toán lý hóa, chứ không phải là văn sử địa để mà có khả năng về ăn nói. Và mình lại quê ở Hà Tĩnh nhá, cái khả năng giao tiếp của mình ấy nó không tốt và ngôn ngữ của mình nó không tốt. Và sau đó mình phải một hành trình đó thay đổi bản thân mình. Mình phải thay đổi về giọng nói của mình phải tập luyện rất nhiều. Và cuối cùng bây giờ mình nói chuyện và mọi người có thể nghe được. Vậy thì mình thấy rằng là kỹ năng về bán hàng đó là do sự tập luyện của chúng ta nó có đủ nhiều hay không. Vạn sự khởi đầu nan, chúng ta phải bắt đầu từ những bước chân đầu tiên, chúng ta phải làm, chúng ta phải hành động, chúng ta mới có kết quả được. Rồi, thì khi mà chúng ta đã có được cái kịch bản bán hàng ấy, thì mình cũng sẽ có một cái video khác mình chia sẻ về kịch bản bán hàng cho các bạn ha. Hoặc là chúng ta vào cái kênh YouTube của mình thì các bạn sẽ thấy mình chia sẻ rất nhiều về điều này. Rồi, sau khi mà chúng ta đã có những kịch bản bán hàng tốt, chúng ta tạo ra lợi nhuận. Và chúng ta có thể rằng là một bản thân mình có thể tạo ra được lợi nhuận là 200 triệu một tháng đi. Thì lúc này đó là gì ạ? Những cái việc nào mà không quan trọng ấy thì chúng ta có thể thuê. Ví dụ như sau một thời gian thì mình thấy là có hai phần mà rất là quan trọng mà mình cần phải làm. Đó gì? Thứ nhất đó là quay video quảng cáo. Là cái đó mình làm thường xuyên. Mình ngồi mỗi ngày mình dành ra thời gian để mình quay tối thiểu là 3-4 cái video quảng cáo. Đó là cái đầu tiên. Và cái việc thứ hai đó là việc mà dựng video quảng cáo thì mình thuê. Bởi vì cái đó mất khá nhiều thời gian mà nó không phải chuyên môn mình nữa. Mà mình làm nó không hiệu quả. Thay vì như vậy mình bán đơn hàng thì mình sẽ đủ dư tiền mình trả cái phần đó.
Và cái phần thứ ba đó là chạy quảng cáo. Thì phần chạy quảng cáo thì mình thấy rằng nó phải tạo tài khoản, rồi tài khoản chết, rồi này kia, nó mất nhiều thời gian. Nếu anh em nào chúng ta đã làm điều này, chúng ta sẽ thấy. Và bản thân mình ngày xưa mình cũng là trực tiếp mình lên tài khoản, mình chạy quảng cáo, mình làm được. Nhưng nó mất quá nhiều thời gian đi. Thì sau đó mình thấy rằng là nếu mình thuê tài khoản agency, nó mất khoảng tầm 3-5% thôi, tùy nơi cho thuê. Cái thứ hai đó là mình có thể thuê một cái người chạy quảng cáo và mình trả cho họ là khoảng 5% ngân sách. Bởi vì ngân sách của mình chạy lớn thì mình thuê cái người đó. Như vậy ví dụ như một tháng mình chạy 1 tỷ tiền quảng cáo đấy, thì 5% ngân sách là 50 triệu. Thì mình thuê cái người đó chạy thì nó sẽ ok hơn rất nhiều và nó đỡ cái tốn tiền. Còn nếu mà chúng ta chạy ngân sách ít thì chúng ta có thể trả đó là 10%. Thì chúng ta nên thuê cái người chạy quảng cáo, nó sẽ tiết kiệm chi phí hơn rất nhiều. Ok các bạn. Rồi việc kế tiếp nữa nhá, đó là chúng ta bán hàng. Thì mình thấy rằng là cái việc bán hàng nó sẽ quyết định đến gia tăng doanh số và lợi nhuận. Lợi nhuận chúng ta nhiều hay ít ấy, nó phụ thuộc vào người bán hàng. Một người bán hàng xuất sắc ấy, một data họ có thể chuyển đổi rất là cao. Họ có thể tạo ra doanh số cả 100 triệu, 200 triệu cho một cái data. Nhưng nếu mà một người bán hàng dở thì có thể họ chỉ tạo ra được 500 ngàn hoặc 1 triệu, 2 triệu thôi, rất là thấp. Vậy nên lúc này đó là gì? Nếu các bạn đã follow Facebook của mình ấy, thấy sale của mình trả lương rất là cao, thậm chí có những bạn đến 250 triệu một tháng. Lương thì mình chỉ có trả 8 triệu một tháng thôi, nhưng cái thưởng của họ lên đến 250 triệu. Tức là mình trả rất là hậu hĩnh cho đội ngũ sale. Thì bởi vì cái đội ngũ đó nó giúp cho mình doanh số tăng trưởng rất nhanh. Và vì sao mình lại làm điều đó? Bởi vì bản thân mình ngày xưa cũng vậy. Một bản thân mình là mình có thể tạo ra lợi nhuận là 600-700 triệu một tháng. Đó, bởi vì năng lực bán hàng của mình rất tốt, mình luyện bản thân mình rất tốt. Thì sau đó mình tuyển những người sale và mình chia hồng họ rất tốt, thì họ tạo ra cho mình lợi nhuận. Đó là cái mà mình làm. Rồi sau khi mà mình đã bán hàng tốt rồi thì bắt đầu mình mới tuyển, mình gọi là xây dựng ra một cái team bán lẻ. Thì team bán lẻ mình làm rất là đơn giản, một người đóng hàng, gói hàng, lên đơn. Thì cái việc đó là mình thuê phải một nhân viên, thay vì ngày xưa là mình phải tự làm hết thì bây giờ mình thuê. Bởi vì công việc này nó không phải là công việc mà mất quá nhiều chất xám và mình có thể thuê được. Rồi công việc thứ hai đó là chạy quảng cáo, mình cũng thuê luôn. Và mình thuê ngoài, mình gọi là outsource ra ngoài để cho người khác chạy quảng cáo. Mình chỉ cần là họ chạy theo đúng cái quy trình của mình, theo cái lộ trình của mình thôi là ok. Rồi dựng video quảng cáo thì mình cũng outsource ra ngoài, hoặc là chúng ta có thể thuê, nếu mà chúng ta mới chúng ta có thể thuê. Vậy thì lúc này chúng ta chỉ làm đúng việc thôi, đó là quay video quảng cáo. Còn về việc cái người kế tiếp đó là bạn xây dựng một cái team bán lẻ, thì đầu tiên ấy, để mà đơn giản hiệu quả đó, chúng ta làm với 4 người nhân viên thôi. Thì chúng ta thấy này, chúng ta chỉ cần có một người đóng hàng, gói hàng, lên đơn đó, một người bản thân mình là người làm content và quay video. Thì có thể cái người làm content để mà làm ra nhiều ấy, thì có thể là bạn thuê một cái bạn làm freelancer chẳng hạn, để mỗi ngày họ cung cấp cho bạn 3 hoặc 5 cái kịch bản để mà họ ngồi chuyên nghiên cứu, để họ được cung cấp cho bạn. Việc của bạn đó là chỉ việc quay mà quay thôi. Sau đó bạn có khoảng 4 nhân viên sale. 4 nhân viên sale này ấy, mỗi tháng bạn giúp cho họ bán được doanh số 1 tỷ là bạn đã có thể tạo ra được cái doanh số khoảng tầm 4-5 tỷ rồi. Nó rất là dễ dàng. Đó, thì đó là về cái mô hình mình làm. Hiện tại mình đang làm như vậy nhá, chứ không phải là mình nghĩ ra để mình nói với các bạn. Và đây là cái mô hình mà mình đang làm như vậy. Nó tinh gọn, đơn giản nhưng hiệu quả. Thì các bạn thấy rằng là những cái việc mà nó phức tạp mà nó không mang lại lợi nhuận nhiều thì mình outsource, mình thuê bên ngoài cho nó khỏe. Và khi mình thuê bên ngoài có một cái đặc điểm đó gì, mình là khách hàng của họ nên họ chăm sóc, họ hỗ trợ, họ support mình rất là nhiều. Và mình chỉ tập trung vào những cái nguồn lực quan trọng nhất, đó là đội ngũ bán hàng. Và chúng ta thấy ha, sau khi mình làm nó thành quy trình rồi đấy, thì bắt đầu mình thấy gì, bây giờ mình phải tăng trưởng lên. Thì bắt đầu mình mới làm ra những cái sản phẩm khác nữa, mình nhập thêm những cái sản phẩm khác nữa, và bắt đầu mình bỏ xỉ. Mình bỏ xỉ cho những người khác. Và khi mình bỏ xỉ cho những người khác thì mình dạy cho họ về quy trình làm. Đấy, thì sau đó mình cung cấp cho họ về tài nguyên video quảng cáo, mình cung cấp cho họ là về cái sản phẩm. Và sau đó họ cứ nhân bản từng mô hình. Thì mỗi mô hình như vậy nó bán khoảng tầm doanh số 1 tỷ, 2 tỷ, 1 tỷ, 2 tỷ. Thì năng lực họ có thể nó yếu hơn mình chút xíu, không sao. Nhưng có những bạn ấy, họ làm tốt hơn mình rất nhiều, họ tạo ra doanh số lớn hơn mình rất nhiều. Và việc của mình đó là mình chỉ làm marketing. Khi mà mình làm ở Việt Nam xong rồi, bắt đầu mình mới nhân bản ra ở thị trường châu Âu, mình nhân bản ra ở thị trường Mỹ và ở Nhật, Hàn Quốc và Đài Loan. Tức là mình mở rộng ra, và sau 6 năm thì bây giờ mình có hơn 300 mô hình và ở khắp nơi trên thế giới. Nó không còn chỉ là ở Việt Nam nữa, và nó đã giúp cho mình cái hoạt động kinh doanh rất hiệu quả. Và đó là cái bước thứ 6, đó là nhân bản cái mô hình kinh doanh. Vậy thì mình quay trở lại, chúng ta có tất cả 6 giai đoạn đúng không? Bước đầu tiên đó là chọn sản phẩm. Bước thứ hai đó là chúng ta làm video quảng cáo. Thứ ba đó là chúng ta chạy quảng cáo. Thứ tư đó là chúng ta bán lẻ. Và thứ năm đó là chúng ta xây dựng một cái team bán lẻ. Và thứ sáu đó là chúng ta nhân bản cái mô hình này lên ở ra khắp mọi nơi. Thì đó là cái cách mình xây dựng cái mô hình về kinh doanh. Và nếu như bạn cũng muốn học hỏi về những cái mô hình này, chúng ta có thể để lại tên số điện thoại, hoặc là chúng ta có thể đến với chương trình Rich People Business. Đó là chương trình marketing bán hàng cho người giàu mà mình đang tổ chức. Ở mỗi tháng thì mình có làm lần thôi, và mỗi lớp thì mình chỉ làm tối đa có 10 người.
để mọi người mình tập trung coaching, hướng dẫn và đào tạo cho mọi người, kèm cho mọi người để làm ra được. Còn nếu anh chị nào mà chúng ta muốn mình coaching một một, kèm một một trong khoảng 6 tuần đầu tiên, sau đó mình ép chúng ta vào một cái group mà để chúng ta học cùng, vô group với nhau trong một cái cộng đồng ấy, và mình đồng hành với nhau xuyên suốt một năm như vậy, và mình sẽ giúp cho bạn có tối thiểu nhé, đó là 10.000 đô la. Thì chúng ta có thể đến với chương trình coaching một một đó. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn nha. Chúng ta có bất kỳ thắc mắc hay câu hỏi gì hãy comment dưới cái video này. Xin chào.